Lần đầu được chào cờ tại cột cờ Lũng Cú. Hai chào mọi người, lại là mình Đoàn đây. Ngày xưa đi học thì chào cờ thứ hai đầu tuần quá là điều bình thường phải không nào? Chuyến đi của mình thật may mắn khi được đứng và chào cờ dưới nơi linh thiêng của địa đầu của Tổ quốc. Nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú được diễn ra trang trọng theo đúng nghi thức và quy định trong quân đội. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể du khách một số nội dung sau. Một là không sử dụng điện thoại di động, máy quay phim, ghi hình. Cột cờ Lũng Cú cách thị trấn Đồng Văn 37 km là cột cờ quốc gia nằm ở Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng Long Sơn, cao 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Khi tới đây, mình được anh trưởng đoàn nói bắt xe ôm mà lúc bắt nhớ rõ là kêu 50.000 một lượt, mà không hiểu sao mình có nghe nhầm hay không nữa, nhưng mà lúc xuống tính tiền lại thành ra là 50.000 một người ấy. Mọi người có thể là lựa chọn xe ôm hoặc là bắt xe điện nhá. Xe yếu quá. Không phải đâu. Số 2 đâu mà. Số 2 á, về số 1 đi. Về sợ nó khỏe hả anh? Về sợ nó khỏe. Ôi trời ơi. Một là được. Ôi ôi. Mắt chân nó cóng. Bước qua 839 bậc đá, đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt thấy cả một vùng trời của Việt Nam. Ngước nhìn lên thấy phấp phới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đang tung bay trong gió, biểu tượng thiêng liêng chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên vào thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ được làm bằng cây sa mộc. Cột được xây dựng lại vào thời Pháp thuộc năm 1887. Những năm sau đó, như năm 1992, 2002, cột cờ tiếp tục được trùng tu và xây dựng nhiều lần với kích thước và quy mô lớn dần theo thời gian. Ngày 8 tháng 3 năm 2010 thì cột cờ Lũng Cú được khởi công nâng cấp lại với chiều cao là 33.15m, chân cột cao 20.5m, đường kính ngoài thân cột rộng 3.8m. Kiểu dáng bát giác của cột cờ khá gần với cột cờ tại Hà Nội. Cột cờ có 8 mặt phủ điêu bằng đá xanh mô phỏng hoa văn của trống đồng Đông Sơn và các họa tiết minh họa qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước cũng như con người tập quán của các dân tộc ở Hà Giang. Thân cột cờ có cầu thang bộ đi lên, đỉnh cột cờ có lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m tương đương với 54 dân tộc anh em. Đang loay hoay chụp chẹt thì các anh bộ đội gọi tập trung để chào cờ. Cảm giác chào cờ ở đây thiêng liêng quá mọi người ạ. Cái khoảnh khắc này thì mình không quay lại được rồi. Có người từng bảo chưa lên cao nguyên đá thì xem như chưa đến Hà Giang. Còn mình lại cho rằng chưa đến Lũng Cú, chưa được chạm tay vào cột mốc quốc gia thiêng liêng nơi cực bắc của Tổ quốc thì coi như là chưa đến cao nguyên đá luôn. Nói vậy để thấy rằng Lũng Cú có ý nghĩa đặc biệt, là điểm hẹn kỳ diệu đối với bất cứ con người nào của Việt Nam. Nếu có cơ hội thì hãy đặt chân đến Lũng Cú một lần nhé.